Này, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Vì hai nam nhân hữu tâm vô lực này, cạn một ly. Cạn. Tình yêu của ta đã tới đích. Tại sao phải rối rắm như vậy? Ta không nói đây là sự phản bội, chỉ là đường đã bị cắt đứt, chỉ là số phận quá trớ trêu. Trái tim ta giống như thời tiết, trở nên lạnh giá. Dùng sự lạnh giá để thay thế cho dũng khí, rất khó đón nhận tình cảm, rất khó uống say để bộc lộ tâm sự bản thân. Độ cô đơn của ta đã trở thành thói quen, không nghĩ quá nhiều sẽ không cảm thấy buồn chán. Trên cõi đời này còn quá nhiều con đường để đi. Độ cô đơn của ta đã trở thành thói quen rồi. Có lúc khi quyến khích quá, bởi vì không có gì đáng chê, độ cô đơn của ta. Nỗi cô đơn của ta trở thành một thói quen, không kỳ quá chịu sẽ không buồn quá. Coi đó chỉ là một cơn ác mộng. Nỗi cô đơn của ta trở thành thói quen. Tôi nói vui vẻ không buồn trầm, trong nụ cười ẩn chứa nỗi cô đơn. Quá kiên cường cũng là một nỗi cô đơn. Múa đẹp lắm. Hoàng thượng, thần thiếp nhất thời hứng thú nên mới làm chuyện thất lễ như vậy. Đâu nào, điệu múa lúc nãy của hiền phi thật sự rung động lòng người. Tạ hoàng thượng. Bẩm quý phi đương đương, hoàng thượng đã chạy giá đến hiền phi cung. Dạo này hiền phi đúng là được hoàng thượng sủng ái mà. Tẩy trang cho bản cung. Dạ, đương đương. Đương đương, thất xảo cầu kiến. Truyền. Dạ. Mời. Đô tỷ thức xảo tham kiến quý phi được được. Biển lễ. Có chuyện gì vậy? Nếu chỉ là những lời thuật lại hiện phi được hoàng thượng sủng ái thế nào thì cứ vậy đi. Hồi đừng đưa. Dạo này đúng là hoàng thượng hay tới thăm hiện phi, nhưng đô tỷ đang muốn nói một chuyện khác. Chuyện gì thế? Đừng đưa. Mấy ngày trước Phan Đại Nhân dẫn một nam chân vào cung gặp Tiền Thái Hậu. Hắn đã thấy hiền phi, từ đó tinh thần hiền phi bất an. Theo đô tỳ thấy, người này và hiền phi có lẽ là bạn bè cũ, quan hệ thật không đơn giản. Có chuyện này sao? Là có chuyện này. Lùi xuống đi. Dạ.
Dạ, phó thư, đây chính là sổ đăng ký ra vào cung gần đây của hậu cung. Được rồi, được. Diên phóng, 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 diên phóng. Cái tên này hình như ta đã nghe từ lâu rồi. Diên phóng, diên phóng. Thành công. Sưởng công. Chúng ta một lần tới ngoại thành bắt nghi phạm, không phải trong nhà Dương Dĩnh, nhìn thấy một người uống rượu say bí tiểu. À, ta nhớ rồi. Tên người đó chính là Diên Phóng. Chính là hắn. Mau kêu Dương Dĩnh qua đây. Ta có chuyện muốn hỏi hắn. Dạ. Dương Dĩnh, tham kiến sưởng công. Không cần đa lễ. Này, mời ngồi, uống với ta một ly trà. Chị cung kính chi bằng tuân lệnh, tạ sưởng công. Dương Dĩnh kính trà. Dương Dĩnh à, Diên Phóng là bạn của ngươi à? Dạ đúng. Hôm nay rất kỳ lạ. Ở trong danh sách ra vào cung, ta nhìn thấy một cái tên rất quen. Sau đó thì ta nhớ lại, người đó ta đã thấy ở trong nhà ngươi. Trí nhớ của sự công thật đáng kinh ngạc, tại hạ khâm phục. Có phải là Diên đại ca lại say rượu gây sự không? Ta nhớ lời trước, người nói hắn bị thất tình. Người nói hắn thất tình có phải là người ở trong cung không? À, không, 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 tuyệt đối không phải. Người mình ấy thích chỉ là một cô gái thanh lâu. Sau khi bệnh chết, mình ấy sinh ra rất là buồn rầu. Vậy sao? Nhưng mà ta nhận được hồi báo, sau khi hắn vào cung, đã từng gặp Hiền Phi. Thần thái hai người rất kỳ lạ. Theo như ngươi biết, có chuyện này không? Đúng là tôi có nghe Diên đại ca nhắc tới chuyện này. Huynh ấy không ngờ một nữ tử lúc đầu rất hiền thục như vậy, phút chốc lại trở nên cái gì? Sưởng công, Hiền Phi thì vẫn là Hiền Phi mà. Người cứ nói thẳng đi, không cần lo sợ. Ta bảo đảm chuyện này không truyền tới tai của hoàng hậu nương nương. Huynh ấy nói Hiền Phi trở nên hung dữ như vậy, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng ra. Vậy sao? Đúng vậy. Thì thật ra Diên đại ca và Phan đại nhân là bạn lâu năm. Trước đây Huynh ấy ở Phan gia cũng từng gặp Hiền Phi nương nương. Không ngờ sau mấy năm, lúc ở trong cung nhìn thấy Hiền Phi, thì Hiền Phi đang nhục mạ và công, tình cảnh thật. Quỳnh ấy nói, nếu như lúc đó có một cái lỗ, Quỳnh ấy thà rằng chui xuống lỗ chứ không chịu gặp Hiền Phi. Vậy sao? Thì ra là vậy. Vậy lúc đó Hiền Phi mắng ai? Sao Hiền Phi tức giận như vậy? Chuyện này người trong phòng nhà công ai cũng biết. Người đương đương bắn là Thiệu Chưởng Nhạc. Trước đây nghe nói quan hệ của họ rất tốt, nhưng mà sau đó lại trở mặt thành thù. Tôi thật sự cảm thấy đương đương đã cố ý làm khó Thiệu Chưởng Nhạc. Hiểu rồi. Đây, xin mời. Khách quan, từ từ dùng đi. Đây, rượu của ngài, thức ăn của ngài đây. Diên đại ca, huynh ở đây tốt quá rồi. Sao vậy? Đi, ra ngoài kia mà nói. Không ngờ tôi vào cung một lần cũng khiến cho ung tục điều tra. Diên đại ca, mấy ngày này cô nên cẩn thận một chút. Nếu như có người tra hỏi chuyện này, đừng phải nói chấp nhận cho tôi mới được. Tôi hiểu rồi. Xem ra có người muốn mượn chuyện này nhắm vào Thanh Tư cô nương.
chuyện hậu cung đấu đá lẫn nhau không thể nào dừng lại. Hiền phi của bây giờ có lẽ hiểu ra đạo lý sinh tồn, mình không cần lo cho cổ nữa. Đúng vậy, Dương Dương, Ôn Trực không phải là một con người đơn giản đâu. Không chỉ tôi mà cả huynh cũng phải cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Trước đây huynh chưa nói với tôi, bởi vì sợ huynh tuổi trẻ bồng bột sẽ mất đi tính mạng của mình. Bây giờ thì tôi có thể kể đầu đuôi công việc cho huynh biết rồi. Chuyện là như vậy. Ngũ hoàng gia lúc đầu đắc tội với Ôn Trực và Dạng Quý Phi. Có lần hoàng thượng xuất trình gặp được thợ săn Lưu Dũng trong hẻm núi đang đi săn, suýt chút nữa thì bắn trúng hoàng thượng. Ôn Trực thì mua chuộc thợ săn đó, nói thành ngũ hoàng gia phái hắn hành thích hoàng thượng. Lúc đầu thì hoàng thượng vẫn còn bán tính bán nghi. Đúng lúc tổng quản thái giám trong ngũ phủ hoàng gia dẫn một đám đồng lưu sĩ tử lén lút tới cảnh sơn du ngoạn, cái địa vị hiện có. Ôn Trực đã làm méo mó chuyện này, nói ngũ hoàng gia mưu phản, dẫn người tới cảnh sơn âm mưu khống chế nội quyển hoàng cung và phái người vào cung hành thích hoàng thượng. Hoàng thượng vừa bất ngờ vừa tức giận, hạ lệnh giết chết đám sĩ tử lên núi, ra lệnh hoàng gia tự sát. Tây Sương cũng lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Ôn Trực từ đó trở thành trưởng công, trở thành đại thái giám quyền lực trong triều. Ca ca tôi chết thật oan ức. Đại ca, Ôn Trực đã dùng kế chi qua tiếp bộng thả tên thợ săn ra. Chỉ cần để tìm ra hắn, quan tình của ngũ hoàng gia và huynh sẽ có thể rửa sạch hết tất cả. Đại ca, huynh phải phù hộ để thuận lợi tìm tên thợ săn Lưu Dũng. Hai ngày nay tôi không cần trực ban, tôi tưởng về quê một chuyến. Hết ngày nghỉ tôi về, mọi người không cần phải lo lắng. Ai mà thèm lo cho huynh chứ. Đúng vậy, một huynh về đây nhớ thêm gì con ngon cho chúng tôi nha. Chắc chắn rồi, mọi người nhớ phải bảo trọng đấy. Đợi tôi trở về biết không? Không phải về nhà hai ngày, sao bệnh rình không đỡ về vậy? Đúng, nhưng không đỡ sao chúng tôi thì đừng đi nữa.